Đây, Guide Garden ha. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Đây có một chiếc xe lôi nè, xe thồ đó. Chiếc xe này có rất là nhiều kỷ niệm với mình ha. Thì sao lúc nhỏ bà nội mình thường dẫn đi Châu Đốc đó, hai bà cháu ngồi trên chiếc xe này người ta kéo đi ha. Xe đạp xong người ta gắn cái thùng dưới sau ra kéo đi. Ừ, đây có xích đu nữa nè, những bạn thích chụp hình check-in. Rất là nhiều xương rồng ha. Đây. Thoáng mát, gió mát lồng lộng luôn. Có mái nhà ha. Bên đây thì trang trí Tết vẫn còn nha. Đẹp ha, bánh chưng rồi nấu bánh chưng rồi chồi lá. Vô đây thì các bạn thấy xe đạp nè. Xích lô nè. Thêm một chiếc cái thồ đây nữa nè. Khuôn viên rất là đẹp, mát mẻ. Cô chủ rất là nhiệt tình ha. Thì An Tánh không phải là quảng cáo gì, mình chỉ chia sẻ thôi các bạn. Mình chia sẻ cho những bạn thích trải nghiệm, những các bạn mà thích những cuộc phiêu lưu, những cuộc nghỉ mát hay là yên tĩnh thì nên tới đây. Đó, An Tánh sẽ quay bao quát. Có những về đây giống như mình về miệt vườn vậy đó. Có những cây cối, cây chuối, đủ cây loại ăn trái luôn. Đó, mát mẻ ha. Bây giờ gia đình mình sẽ ở đây dùng cơm trưa xong rồi về thành phố Hồ Chí Minh quận 7 ha. Đây cô gái miền Tây thích đây không con? Bánh mì đâu còn giờ này nữa con? Trời trời bắt của ba nướng bánh mì nữa. Đây nè, cái này mình cũng thích nè các bạn. Sen, búp sen. Đây có nước trà ha. Võng đeo dây treo lên. Từ ở trên đây mình nhìn xuống khu viên rất là rộng rãi ha. Đó, từ trên mình nhìn xuống ha, mình thấy nguyên một cái vuông sen luôn nè. Sen sen này sen ta ha. Nở bông rất là nhiều. Những xích đu. Đó, hình trái tim đứng đó chụp hình là lý tưởng ha. Về hướng sen. Đây là có cây me này, cây khế, cây chuối, tre, đủ thứ các loại ha các bạn. Rất là đẹp. Ăn ý nhất là đây là có cái mái nhà bằng lá nè, nó sẽ giúp cho bạn mát mẻ hơn là những cái nhà tường với lại là mái tôn ha. Đó. Có cái nhà gỗ múc ở dưới đó là để cho khách ăn cơm rồi nằm ngủ nghỉ trưa ở dưới cái nhà gỗ. Mến chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh An Tánh California Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay gia đình mình đi Phan Thiết, có dịp ghé qua cái nói cái quán thì nó hơi nhỏ ha, mình nói là một cái nhà hàng đi, Guide Garden rất là lớn nha. Bên trong sân vườn rộng rãi thoáng mát lắm cô chú anh chị ơi. Mình đi cả ngày trong đây luôn đó là mới hết đó, chơi trong cái khu đất này đó cô chú anh chị, rất là rộng nha. Ở đây thì cô trang trí theo cái kiểu giống như là hơi xưa xưa đó, kiểu quê quê mình á, rồi nhà tranh nhà lá đồ mát mẻ lắm. Nói chung là cái sáng tạo của Garden
Nhìn rất là hợp ý mình ha. Nói chung mình cũng thích là kiểu nhà quê á. Thành ra là mình đến đây ai cũng mê hết trơn á. Ở đây mát mẻ. Nói chung là Phan Thiết thì cô chú anh chị mình biết rồi đó. Mùa hè nắng rất là nóng nha. Cái nóng của miền Trung là gay gắt lắm luôn. Nhưng mà hả, mình đi vào trong đây mình cảm thấy giác giống như là không gian thì mát mẻ, rộng thoáng. Mình không có còn cảm giác nóng ở ngoài kia nữa cô chú anh chị. Nói chung là mát lắm. Thì gia đình An Tánh Cali cũng được một cái người quen người ta chỉ đến cái quán này, thành ra là gia đình mình cũng mới đến đây lần đầu tiên, nhưng mà trùng hợp là mình đến đây mình cũng thích nơi này luôn, sẵn mình quay mình chia sẻ gửi đến cô chú anh chị em và các bạn mình có dịp mà đi ra Phan Thiết thì mình nhớ ghé quán Garden nha. Thực sự là mình cũng không phải là quảng cáo giùm cho cô nha, tại vì mình đi đến nơi này mình thấy thích. Mình thấy không khí trong này mát mẻ, phong cảnh thì nên thơ, hữu tình, rồi có hồ sen nè, rồi có trò chơi cho những em nhỏ nè. Rồi nói chung là đồ ăn trong đây thì mình ăn cũng thấy rất là ngon. Thành ra là mình muốn chia sẻ gửi đến mọi người. Nếu mà mình có dịp á, mình ra Phan Thiết thì mình nhớ ghé quán Garden, mình thưởng thức phong cảnh nơi đây nha. Một lần đi rồi các bạn sẽ mê giống như gia đình An Tánh Cali vậy đó. Ở đây mát mẻ lắm, mình thích nhất là cái mát mẻ của nơi này ha. Rồi có những cái hồ sen nữa, mát lắm. Ra ngoài này nói chung là mình chỉ có một cái từ diễn tả là mát mẻ hơn. Ở ngoài kia là không khí mà trời nắng nóng Mời ha. cô chú anh Thơm, chị ăn cái sen thơm. nha. Sen ở Garden là trồng luôn á. Này vườn sen nè. Ở ngoài kia có nguyên một khu vườn sen luôn cô chú anh chị. Có một con lên Vườn sen đã chưa? Bây giờ mà ở Sài Gòn mình bắt gặp cái này cũng hiếm lắm không không? Đúng rồi, cái này có nhiều người thèm quá. Em mời Thôi, em mời sơi sơi sen à. cái này nó ấy ha. Trời ơi, kén nữa. Không ăn kem không cho cô chủ cho chọn lựa mà. Kén nữa. Ăn luôn cái tim nó sao ngủ không? Khỏi ăn cũng ngủ ngon nữa. Biết khỏi ăn. Chút mình giờ mình ghé cho thêm mua gì. Bây giờ này là chút ghé là không có gì để mua đó nha. Quá trời ngon sao đâu bác ơi. Vô vô tham quan rồi. Đã chưa? Mời các bạn nha. Đây vậy, đợi con tiếp nửa tiếng không? Để cho chú thử lon uống thử coi. Ờ, soda Việt Quất, soda Việt Quất uống đi chú. Uống được không? Uống chết á. Bậy bạ. Nói chơi uống rồi chú, tầm uống chú rồi chú bạn. Uống mà cái nắp uống nó giật 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 giật. Chú đi, chú đi, chú đi, chú bạn. Chú bạn chú. Uống không có sao mà cái nắp nó giật 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 vậy nè, tại vì nó mát quá. Diễn tả mà nói cười đã không? Sợ luôn. Không, đi thôi, đi qua. Hết chưa? Đẹp lắm đi. Đẹp lắm đi. Được ha. Được rồi. Có chụp hình cảnh gì không? Nè, bắt đầu mình đi tham quan vòng vòng gây gia đình nha cô chú anh chị. Không gai có ha. Cho mượn không mà lấy đại. Có rồi, sáng cổ nói. Sáng cổ nói đổi nó lá đi. Bắt đầu từ điểm này phải không? Rồi đúng rồi. Bắt đầu từ điểm này đi ha. Rồi đi, rồi khu vườn thu nhỏ. Giống như là khu vườn bà non nút ở Thái Lan vậy đó cô chú anh chị. Khu vườn gây gia đình này rộng 20 hectare ha. Của cô chủ là cô Phương Thảo, biệt danh là cô Ba Sài Gòn. Tình cờ gặp lại người xưa hả mẹ, nói chung là cũng quen biết ở quận 7 nhà bè hả cô chú anh chị. Gặp lại nhau nữa người xưa lâu lắm đã quen nhau. Trời ơi, giọng ca vàng trong làng giải trí ở nhà mình mà mình mới phát hiện ra nha. Ghê chưa, ghê chưa. Lát kìa có sân khấu ca nhạc nữa kìa. Không nói thôi chứ nói cũng được. Rồi mời cô chú anh chị nha. Đó, nhà sàn lên đây luôn, lên đây luôn. Cô bác ơi, lý tưởng nghe chưa? Cái này là ai mà có đi á là tới đây, điểm này là quá dừng chân, quá là sung sướng, thoải mái nghỉ ngơi mà mát thoải dễ sợ mái luôn ăn nha. chơi luôn ha. Rồi đó, cơ thể sướng vô cùng. Mình biết cái chỗ này nó hơi muộn quá nhưng mà cũng là rất là vui. Rất là vui khi được biết phải không? Vui. Đỡ hơn là không biết được phải không? Dù là mấy tim một, một ngày cuối cùng nhưng mà mình rất là vui. Trời ơi. Thả tim, thả I tim. Love it. Trả tim. Bà ngoại cho ý kiến rồi. Đứng đây chụp. Trời ơi. Ý kiến gì? Không ngờ thực á. Bảo bởi vậy mà cha mà ở dưới cha nguyên đất của cha mà làm gì cũng ngon lắm nha. Mình này kéo ừ. Thì mẹ nói đó, khu đất khách du lịch đó bà con trồng bác. Được cái gì khu đất mình á, mình đừng để vậy, mình
cứ làm từ từ, không ngày mình bội chút nào. ông nội chắc đã đổi danh là Lan Gia Đình đó. Chúc mừng năm mới. Ồ chúc á, sướng lắm trời ơi, hưởng thụ ghê không à, cuộc đời còn gì bằng. Mát quá. Gai gia đình hững hờ. Đời có bao lâu mà hững hờ. Năm ơi, cái xe này xe vô nhà luôn nè. Xe bò. Quá trời đẹp luôn mấy bạn ơi. Có dịp về mấy bạn cứ tới cái khung cảnh này là quá là hữu tình luôn. Đi Phan Thiết cho chú anh. Ừ, mà mình, các bạn muốn biết thì nhớ đón xem cái video này đi rồi mình cho cái địa chỉ để mà mấy bạn tới hưởng thụ nha. Quá là trời luôn, quá sức là tuyệt vời luôn á mấy bạn ơi. Mình biết hơi muộn nhưng mà vẫn là chưa có màn. Đẹp quá chừng đẹp luôn cô chú anh chị. Nãy giờ đi rồi chưa có giáp vòng nha, giờ Phượng đi ra giáp vòng ha. Mát mẻ ở đây hả cha, ở đây mát mẻ ha. Có vườn rau đi, hai chị em mình đi ăn tánh đâu rồi, cái nằm chổng rồi phải không, sướng vậy ta. Ăn xài chấm mắm đường đi rồi uống nước lạnh. Đi đường dài sướng luôn. Chọc nó chơi hồi nó nghe được hả. Khỏi cho lên xe luôn bà con cô bác rồi. Sang nghe được là sang, khỏi cho lên xe luôn. Ăn tắm cho xuống xe ra về luôn. Bác nó đi lội ngay khỏi vòng luôn. Thôi mình đi xuống dưới đó đi ha. Xuống rừng rau sạch đi ha. Đây gặp bên đây đi. Hồ sen mênh mông bát ngát bạc ngàn luôn cô chú anh chị. Quá trời luôn. Cái này mình chăm sóc cũng cực lắm nha. Phá qua giấc chiều mình ra đây uống cà phê rồi cũng lý tưởng quá trời ha. Làm một đêm ủ một đêm ở Phan Thiết, tắm biển xong mệt quá lên ngủ bà con cô bác. Nè cây ráng nè thấy không? Cô chú anh chị mình đây biết cây ráng không đó? Cái cây này hồi xưa là mình chuốt, bây giờ cũng còn ha. Mình chuốt cái này ra rồi mình làm chổi ráng mình quét. Cô nói cô đi cô thấy đẹp đẹp quá lại nhớ quê nè. Cái cô ba có đem về của chồng làm kiển luôn cô chú anh chị. Dễ thương ha. Lần này gia đình An Tánh hả, đi về Việt Nam rất là nhiều video luôn. Từ miền Tây ra tới miền Bắc, miền Trung. Chị hai, lần này gia đình em là đi là miền Tây nè, miền Bắc nè, miền Trung nè, có đủ hết á. Đủ hết đó. Quá trời video luôn dòng. Chị hai đứng nè, cây chuối, chụp hình cái. Hồi xưa tụi em cũng biết cũng ngại lắm, lên làm này cũng ngại lắm. Cái từ từ cái mình quay ghép mình quen á, cái có nhiều kỷ niệm. Nhãn đỏ. Ừ, trái nhãn màu đỏ ở dưới nhà cha em có nữa. Nhãn đỏ nè cô chú anh chị. Em thử đi. Rồi. Cô chú anh chị ơi, trái nhãn đỏ nha. À, đây, nhãn đỏ. Đây gần cho cô chú anh chị xem nè. Trời ơi, trái nhãn đỏ. Dễ thương không? Lạ ha. Lạ thiệt chứ. Bên đây một chùm bên đây nè mà dễ thương dữ nè. Bên kia nhiều nè. Trời ơi, chụp cho chị tấm hình đi cưng. Chụp đại đi. Wow, nhãn đỏ nè. Cô chú anh chị. Đó, cái cây nó tới đây rồi. Mà trái quá trời trái luôn. Xung xê luôn nghe bà con cô bác. Nhãn đỏ. Mẹ, ở dưới nhà cha có cây nhãn này nè. Nè, lo ăn xài không mà đi lại tới coi nhãn đỏ nè. Đi kiếm bằng gì ăn cơm á. Trời ơi, mình đi kiếm hả? Mình đi kiếm gì ăn cơm hả? Cảm ơn mình nha. Ăn được chưa vậy? Chưa, nó còn ấy chưa ăn được nhưng mà ngon lắm nè. Nhãn tím, nhãn đỏ đó. Đây là đây nè. Nè. Ủa? Trời ơi, chụp hình cây nhãn mà ăn khế. Có xin chưa? Có xin cô chủ vườn chưa? Không biết, ăn hái đại luôn. Trời ơi, lát mét của cô ba nè. Giang hồ mà. Lát mét của ba nè, không cho vô vườn nữa. Nhãn đỏ nè bà con cô bác. Dễ thương ha. Mấy chị em nào đang thèm chua thì đừng trách mình. Chua dữ không? Em thấy em chảy nước miếng à. Chua dữ không? Đây giới thiệu mình mới có khu vườn rau sạch đây. Vườn rau sạch của An Tánh ha. Đây, An Tánh mới vừa mua được cái vườn rau sạch nè các bạn. Đó, bây giờ mình cho coi rau sạch nha. Trời ơi, cái nóng nảy quá đi. Rau mình hôm nay thiếu nước rồi các bạn. Rau muống còn đi thêm mấy cọng rồi. Đâu làm được ấy vậy? Tuổi tới mà.
ti mà tôi bay la dữ, tôi bay hỉ. Nhìn to quá lớn hả con? Rồi. Ngỗng này nuôi cũng có ý nghĩa lắm á, tại vì nó quét vậy đó. Quét la hoài luôn á cô chú anh chị, nhưng mà tiếng la của nó rất là tốt nha. À, cô chú anh chị mà lớn tuổi thì chắc có thể biết á, tiếng la của ngỗng rất là tốt. Ôi. Rồi. Trời ơi, cái chỗ này á hả cô chú anh chị ơi, đi chỗ nào cũng thấy cái view đẹp để chụp hình hết trơn á. Quá chừng quá đất luôn. Không nên để kiến nắng quá. Quá chừng quá đất luôn. Phải nói là mình ghé đây là một cái điểm rất là tốt ha, trên cả tuyệt vời. Bụi xả. Đây bụi xả. Ừ, xuống đây có sân chơi nè, tụi nhỏ thích lắm luôn á. Đó, ngồi đó không gió mát. Không, ở đây mát. Với lại mấy cái lá này nè. Mà cổ có một cái là cổ, cái lá này cổ chưa có trùm lại cái kiểu kia ha. Để như vậy thì nó hơi uổng lá chút xíu. Nhà lá 3 năm lụm lần bà con cô bác. Rồi, bà tối ra đây tôi ngủ văng võng ngủ cũng được. Tối mát mát hai đứa. Sang sang. Nhưng mà cũng có tới là được. Sang sang. Tối mát mát hai đứa con ngủ hết, hai chồng ra đây hẹn hò. Dạ, chuyến đi về này chắc có thêm Rồi, cảm ơn nha. Không thấy hả? Thì cái bông gì ngủ không phải là bông giấy nha. Bông giấy đó. Bông giấy. Cha thấy chưa ta? Ha. Ừ. Bông giấy này lạ ghê không? Nhưng mà nó có gió mát. Dạ. Wow. Bông giấy này lạ nha. Cái mình ngủ nha con. Ở đây mà phải muốn mà vô đây mình nghỉ ngủ sướng hơn nha. Nghỉ ngủ sướng hơn. Đi qua, thấy không? Cái chỗ kia thì mình chỉ ra biển mình tắm cái mình vô thôi. Không? Ừ. Có bóng dừa nữa kìa. Rồi hai mẹ con đi. Rồi đẹp quá. Đúng rồi, sao bông chơi. Nữa. Đây, con trai bé tí, con trai bé tí. Wow, sao bông chơi này bà con cô bác ơi. Ở Việt Nam mình á, cái gì mà rẻ nhất là bên Mỹ nó mắc ngang. Sao bô trên Mỹ nó mất trời ơi luôn á. Chuyến này mình về mình đủ hết trơn à. Cái gì cũng có hết trơn á. Giờ mình không ăn mình ngắm mình cũng thấy vui nữa. Nãy mày thấy cái nhãn đỏ không? À đằng kia cái nhãn đỏ. Cẩn thận nghe, cẩn thận nghe. Xin lỗi Sang nha, mình không đi đâu, mình đi đất Sang ơi. Rồi, Sang đã chinh phục được cái cầu gỗ. Cái này khó đi lắm nha. Ta đã chinh phục được rồi. Vậy hả? Rồi chinh phục đi cưng. Chinh phục cái cây cầu dài 10 mét. Má mày cũng ham lắm. Nó rồi vừa má. Đây. Dạ má ơi. Mai nón rồi má mày tới bến. Hay quá. Rồi, ba người đã chinh phục được cái cầu dài 10 mét. Không vịn tay là mới hay nhưng mà phải vịn tay chứ con thấy làm còn nguyên cả luôn luôn. Bây giờ hồi xưa thì leo dừa, bây giờ thì leo cầu thang. Đó. Đó, đúng luôn rồi đó. Hồi xưa leo dừa, bây giờ leo cầu thang. Nè. Ơi, xuống quay. Rồi. Nè. Đó. Thấy được chân thôi. Đó, thấy chưa? Đọc chưa? Đọc chưa? Quá trời đẹp luôn. Mấy người nắng quá tắm đi ra nổi. Nắng quá tắm đi ra nổi. Ai bây vô bả chạy vô rồi. Nhưng mà mình thấy cũng ok, không mát, không đến nỗi nóng không bị. Nắng quá nó chịu. Thương. Tên thương. Lên đây nè. Tắm luôn. Rồi, quá đẹp luôn. Giờ chụp ba được không? Lộn, chết mẹ. Bà con cô bác nghe má chồng mình nói không? Nắng nhưng mà vui, đỡ hơn nắng là chán. Nắng chán. Không mà vô đây mát mẻ, rộng rãi thoải mái. Xây hồ xây đập gì đây mà. Đó, còn đây nè. Đó.
Hổ hổ đâu nè, thấy không? Ta chừa lại cái đất đỏ đó nè. Nè, mình đi chưa tới. Quá trời, khu vườn rộng lớn luôn. Cũng không thua gì cái khu vườn của bà Nô Nốt ở Thái Lan nha cô chú anh chị. Trời ơi, chụp làm kỷ niệm. Rồi, được cái. Được chưa? Được cái, được cái. Cảm ơn nhiều. Chụp làm kỷ niệm. Nửa giờ già mình xem. Chụp vườn chụp không? Vườn không? Rồi. Ở đây ngồi hai đứa được nè. Ồ, có mấy cái nhỏ nhỏ nữa phải không? Đó, đúng rồi đó. Để... đó, có nguyên chùm luôn cà bi. Cốc này cốc Thái nè. Đợi xíu. Mình sẽ làm kiểu cho mấy người bạn coi nè. Trời, dính rồi đó. Đó, chùm cốc đã chưa, đã chưa. Bà con cô bác. Quá trời cây cốc nè. Đây, nó chụp cho anh tắm cho vừa bụng nha. Rồi, dễ thương không? Bà con cô bác thấy ăn tánh dễ thương không? Không. Mình đi tham quan mà. Ủa nó bông gì ngộ quá ta? Ổi, ổi này chưa có trái. Bông gì lạ lạ ha. Cây nó thân gỗ mà cái bông nó ngộ ha. Ừ, bông đỏ đỏ đẹp ha. Để bạn nhóc luôn á. Để bạn nhiều lắm. Mấy luôn có nước chậm à. Trái nè. Đó, sao bữa chê này trái nhiều hơn nè mà. Tay tượng có bông được không? Ờ, tay tượng có bông hả? Bông màu vàng đó. Lần đầu tiên mình mới thấy tay tượng có bông nha. Cô chú anh chị, bông tay tượng nè. Đó, lần đầu tiên mình mới thấy á. Đây, sabo này trái mới đã nè. Sabo chê. Dạo quanh khu vườn quá là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn. Được không? Thôi dạ được không ạ. Ngồi đâu? Thầy tới mà thấy nó có vài con học xanh. Thúng. Rồi cái này đồ chơi của em bé nè, mấy thứ không. Này, khu vui chơi của em bé. Đủ hết á, đủ thứ hết á. Cây mây nè, cái lá nấu dẻ là ngon. Cái me, cây me. Mát quá mát. Mát hết đi ha. Gió mát hết rồi. Có buồn cao trong kia nè. À, thiết kế đồ ống giống như giỡn à. 4, 6, 8, 16 người luôn mấy bạn. 2, 4, 6, 8, 16 người ngồi nghỉ dưỡng này ha. Này không phải là khu nghỉ dưỡng mà nhà, nhà ăn thôi. Mà có điều hết, có nơi nghỉ dưỡng luôn nếu mấy bạn thích. Đứng dưới nóc này là quá sức đẹp luôn mấy bạn ơi. Mình đi nãy giờ là dạo cảnh mà chưa hết, gần hết chứ chưa hết nha. Vẫn còn 20 hectare. Cá dứa. Ồ, cá dứa hả? Cái này là cái dứa gai đó. Ồ, ăn được không ạ? Không. Trái này để làm thuốc thôi. À. Kìa cái trái ở dưới nó mới đang nở gai, nó mới già hơn trái trên nó còn non ha. Ừ. Cái này là cái trái dứa gai, nhìn xa xa nó giống như trái thơm, trái khóm mình vậy đó. Nhưng mà nó không phải là trái khóm, trái thơm mà là trái dứa gai. Trái này theo như mình biết là nó để trị bệnh, hồi xưa người ta nói bệnh gì đây, bao tử hay cái gì đó. Mà giờ mình không có biết chính xác nữa, mình lâu quá mình quên rồi. Nhưng mà nó cũng là một cái loại để trị bệnh không á. Ừ. Nhưng mà không ngờ ở đây nó có rất là nhiều trái luôn. Quá trời, trên cái cây này nè. Nè, cái trái này mận nè. Đây nè mẹ. Trái này nè. Coi chừng gai nha mấy bạn. Trái thì không có gai ha, nhưng mà lá nó rất là có gai. Trái gì mà xấu xí dễ sợ. Quá, lần đầu tiên con mới thấy trái này nha. Ừ. Đây là thúng biển, thúng có vô thúng đi biển luôn. Cái thúng đi biển này là chỉ có miền Phan Thiết, Mũi Né mới có nha cô chú anh chị. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ biểu diễn cho các bạn một không biết đặc biệt cái gì nữa. Mình đứng đây mình nói chuyện một mình giống thằng khùng vậy đó, đi xuống. Trời ơi, rảnh dễ sợ. Qua đến nhà cổ. Nha.
cũng tình. Chị khô hả? Chị khô đây. Trời đất ơi, đâu rồi đó nữa. Chắc ở đâu nó rụng không con? Chắc bên đó quá. Ở đây nãy mình đi ngang tưởng gì. Cây gì không? Cây giống cây bạch đàn quá. Đúng rồi. Thời gian nó trôi qua nhanh lắm. Hiếm có dịp gia đình mình đi chơi chung vậy lắm cô chú anh chị ơi. À, cái này là cây vú sữa, mà chưa có lớn nha. À. Ủa mẹ ở miền này trồng được cây vú sữa hả? Vú sữa mới hơi lớn còn có bông gì con? Ồ, có nè. Wow, bông nụ nụ luôn kìa. Vú sữa đó, vú sữa nè cô bác. Có bông mẹ, nhiều lắm đó. Hồi xưa này vú sữa người ta lấy cái mũ vú sữa người ta dán vô lông đúng, mi đúng, á. Đúng, đúng. Hồi xưa là đó. Đâu có keo đâu, à, lấy mũ vú sữa dán vô lông mi á, này là cô chú anh chị mình thế hệ là 8X là biết ha, một cái bầu treo lủng lẳng. Bi, dạ. Nhóm chụp nó Bi. Giơ tay lên Bi. Cô nói là một tháng là cô tưới nước giếng không đó là mười mấy triệu đó, tiền nước đó. À, tiền nước ở dưới giếng nha, chứ không phải là nước phong tên nhà nước nha. Ồ, lên trên đó mát á Bi. Lên luôn. Lên luôn, có buồng chuối nữa kìa. Ở đây là Phượng thấy là cô trang trí hội đủ ba miền luôn ha. Bắc Trung Nam. Rồi có cả lẫn pha chút châu Âu vô nữa. Mát quá chừng luôn, lên đây lý tưởng ha. Thôi nghỉ mệt cho đỡ đi, nãy giờ đi vòng vòng rồi. Đất bên kia là của người ta. Vậy là lúc con mua chắc miếng đất giống vậy hả mẹ ha? Đúng rồi. Bắt đầu mình mới xây dựng lên. Mình mới trang trí cỏ cây cảnh rồi vô. Làm hết rồi, ra không có chuyện đơn giản. Phải công phu với lại mình phải giống như mình thích đó mẹ. Yêu tâm. Thích á. Bỏ cái tâm vô. Tâm quyết vô đây. Buồn chuối thấy thương không? Trời ơi, buồn chuối nở thấy thương chứ sao không cơ. Bà con cô bác ơi. Đó, coi buồn chuối thấy thương đó ha. Cái này mình coi cảnh này mình nhớ quê mình ha. Mình quay để làm kỷ niệm, chia sẻ với cô chú anh chị. Khung cảnh khỏe là vậy đó. Đi vòng nãy giờ mệt mệt lên đây nghỉ mát ghê ha. Có mình mới lặn lội, vừa quay phim vừa chụp ảnh. Đợi xíu à. Rồi, dễ thương chưa? Rồi, nãy là điểm xuất phát, bây giờ là điểm cuối cùng luôn, cô chú anh chị chanh dây á mẹ. Đó, đúng rồi. À, ở đây là cô bán cái món là chanh dây với lại mật ong hết cô chú anh chị. À, đặc kêu bằng là món đặc trưng của quán nha, mà chanh dây đặc biệt là ở nhà trồng luôn nha. Đây cái dàn chanh dây của cô nè cô chú anh chị đó. Hồi sáng Phượng có uống rồi, chanh dây mật ong rất là ngon. Gốc chanh dây dài không? À, lộn, gốc chanh dây lớn ghê không? Đây nè. À, đặc trưng của quán cô là món chanh dây mật ong nha. Chanh dây sạch nhà trồng luôn nè cô chú anh chị đó. Nhấn thanh dây. Lựa trái nào bự bự á, trái nào bự bự mà vàng vàng á mà. Không có trái này bự bự mà còn xanh mà thấy nó chưa có nở. Ừ, trái nào nở nở. Không có trái nào gần nữa. Thế này mà chịu mùa trái dữ lắm, rụng đầy cây luôn á. Ừ, có trái này nè, trái này nè. Nhưng mà bây giờ cô chú anh chị mình biết không, khế chua lại mắc hơn khế ngọt nha. Rồi, hái đi mà. Cái này là mình có xin cô chủ rồi nha, cô ba, mình xin... À, hai trái ăn review chia sẻ với bà con cô bác cho vui. À, chứ thường thường mình đi vườn thì mình không có nên hái tầm bậy tầm bạ ha, tại vì cái công người ta trồng cũng cực khổ lắm. Chủ yếu người ta trồng là để mà cho mình đến mình tham quan quay phim chụp hình cho vui. Đó, đẹp chưa? Quá chừng trái luôn á nha, trái trên cao còn nhiều lắm. Nhiều lắm, trên cao. Đó, thành ra là mình đi vườn thì mình muốn không có nên thoải mái tay chân mình hái cái này mình có xin. Ôi trời, trái này đi chín nó kẹt. Thôi, lụm trái đó được á. Cái này nó rụng rồi. Này nó rụng. Chắc nó hư ra. Mà thôi kệ, mình chụp hình cho nó vàng vàng được đi.
sau cái video này mà cô chú anh chị em mà các bạn mình mà có đi Phan Thiết Mũi Né rồi đó, mình ghé quán của cô đi, cô dễ thương, lại sân đồ rộng rãi thoải mái, nhiều view để mình chụp hình rất là đẹp, rau quế rau é gì cũng biết đó. Không phải là mình quay để mà mình khen nha, ở này là mình khen thật sự, mình khen từ cái tâm của mình luôn á, mình đến đây gia đình mình thấy thích quá chừng luôn. Này là mình không phải quảng cáo cho quán ha, nhưng mà mình đã tới quán mình chia sẻ, nếu như ai mà có muốn đi chơi mà ra tới đây thì liên lạc ở lên cái video này coi xong rồi tới đây đi, mình bảo đảm là mấy bạn không thể nào mà quên được. Mình không có phải là quảng cáo cho quán, nhưng mà mình đây là tình thiệt, mình chia sẻ thôi. Hồi sáng gia đình mình tình cờ bác tài xế chở gia đình mình đến đây ăn sáng đó, rồi xong mình thấy ok quá, thấy được quá, quay lại đây ăn cơm trưa luôn. Nhưng mà bữa nay mình ăn cơm trưa xong mình về, rất tiếc là hôm qua mình không phát hiện sớm, lát bắt phạt bắt tài xế thêm ly nước nữa cho ông uống thêm ly nước nữa. Cô chú anh chị em mình các bạn mà mình sợt lên Google á, mình bấm lên Gai Garden ở Phan Thiết là mình thấy cô tên là cô Thảo, cô ba Sài Gòn nha cô chú anh chị. Nghe nhỏ em nó đi toilet xong nó khen, nó nói trời ơi cái toilet cũng rất là chiêu, rất là dễ thương nữa, thành ra mình đi mình quay luôn nè. Nó nó khen là thành ra là mình cũng đi khám phá thử. Dạ giờ mình đi vô đây mình quay ha. Đó là cái nơi thơ mộng nhất đó. Đúng rồi, ở bên nước ngoài người ta chú trọng về vấn đề đó, cái gì thì cái chỗ của tôi ngồi ở chỗ đó là cái nơi mình tôi thư giãn nhất. Tôi có thể ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng hồ, tôi rất là trân trọng nó. Qua đây là con. Được rồi. Dạ. Qua tới nhà bếp nè con. Dạ. Mình phải cho nó đặc biệt luôn. Mình quảng cáo ha, nhưng mà mình chia sẻ đã gì để mình tới đây rồi, thật sự là không thể nào mà diễn tả được. Thì các con tới đây là thích thiệt á cô ba. Nên thành á mình dạ, chia con. Sẻ mấy bạn nên lên cái video này coi, để mà có được dịp đi ra đây là phải nên tới đây, nếu mấy bạn không tới đây là coi như bỏ một cái cơ hội mà trong đời không thể nào tìm được. Là chuyến đi Phan Thiết là 100%, mà không đến đây là mất 50%. Dễ thương chưa. Yeah. Quá tô chừng. Canh chua này á là tô canh chua mực nha, với lại cái trứng áp chảo này là chị ba tặng cho gia đình. Vậy nữa, dễ thương chưa. Tại vì á là cái nào bán, cái nào ăn gia đình thì ăn để giết nè. Dạ. Yeah. Quá sức. Nghe cho chị ba nghe nè. Bán không thêm á thì nằm đêm không ngủ. Mà bán thêm rồi nhiều á thì ngủ cũng không yên. Không có sao, ngủ ngon. Ngon không? Cha ơi, thay vì bà đứng đây bà bán 10 năm, bà cứ cho 3 năm đó hết nghiệp còn sao. Hay quá. Hay quá. Nội ơi, người có căn tu rồi mà cứ nói gì á nè. Đứng đi hoài chắc chết đột quỵ à. Canh chua mực này chị ba tặng. Dạ, cảm ơn cô ba. Canh chua mực này là cô ba tặng thêm nè. Mấy em nhỏ thích ăn mực. Đó, để đây không cưng. Ra đi, rồi, chị ba chuyên cho mấy nhỏ ăn cưng nè. Quá sức luôn. Bởi vì mấy bạn không tới cái quán này là mấy bạn sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Biết sao, gặp cái anh tài xế nhà mình rất là đạo đức, chú đàng hoàng lắm. Nói, chú ơi, chú giới thiệu cho khách biết cho chú. Tại vì ở đây cái tâm của Thảo lớn lắm. Thảo biết Thảo làm cái điều gì đó cho khách hàng vui, không để chú ấy đâu chú đó. Nhỏ bé như con chú. Mình. Ông tài xế này hả, cùng chung hồi xưa tụi tôi khổ với nhau có chút xíu xíu, nhưng tới chừng rồi bây giờ tao lớn tao già luôn. Nhưng mà lúc nào chú cũng nhìn giọng con người chú khóc bé nói sợ người ta mới nghe. Bởi nó... xong chưa? Dạ xong rồi. Cái này đâu? Dạ tôi đưa cho cái nhà mấy mẹ con ở chiêu gỡ xuống. Mình đi. Chụp hình. Tới giờ ăn. Có bên kia có rồi. Có không? Có hai dĩa hả? Hai dĩa nước mắm. Cái bữa ăn này là cái điểm cuối cùng của đi chống nợ nghe không? Chống nợ được tự do, được ăn bữa cuối cùng rồi đó. Cuối cùng đi chống nợ. Cơm mà khóc nhiều quá. Chống nợ. Nước mắm nữa. Ta chống nợ, người ta chống nợ, ta lo sợ mặt ta xanh này chống nợ ai cũng mặt cái cười đó. Này không có muỗng. Cái chảo dễ thương quá.
Thì đi trốn nợ mặt ai cũng cười đó. Dạ được rồi, ngồi đấy được rồi mẹ. Dạ, thấy cái chảo này biết tiếng ai không? Ông nội. Cái gì mà réo 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 réo. Chụp hình chụp hình. Ủa, hai dĩa hả? Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Đây là canh chua cá, đây là canh chua mực. Của đi trốn nợ nha. Canh chua mực. Cơm hồi chắc có người khóc á, nhiều quá. Cái này là rau luộc nè, để cái rổ coi cũng dễ thương không? Cái này không có muỗng. Chả, trời cái chảo dễ thương quá. Kho quẹt nè bà con cô bác ơi. Đúng rồi. Quá trời rồi. Cha thấy cái chảo này biết nhớ ai không? Ông nội. Ông nội mình á hay kho cái chảo này lắm. Ông nội hay kho cái chảo kho quẹt đó lắm. Thôi cho chấm thử miếng kho quẹt ha. Luộc chấm kho quẹt phải không? Ôi. Sao sao mình làm em chảy nước miếng sao? Em đang cầm máy sao? Ha ha ha, mời ha. Ngon quá. Con tôm khô nha. Trời ơi, món này hao cơm. Tôm mỡ nữa nè. Thêm đồng hành nữa. Tinh miếng lá cải. Anh hai làm lẹ lẹ lên cho em ăn cơm cái anh hai ơi. Chảy nước miếng hết rồi. Xin rất tuyệt vời. Chờ ăn cơm không? Đồ quỷ sứ ơi. Chở câu đó thôi. Chở câu đó thôi đó. Em gái tôi nói nghe dễ thương không? Chở câu đó thôi đó. Trời nãy giờ nóng. Ngon chưa bảy? Thấy cái chảo cá kho là nhớ ông nội ngoại nha. Ông nội mình hay kho cái chảo đó lắm, hồi nhỏ mình biết. Chụp cho ông Năm bà Năm tấm hình nè. Sorry nha. Ba má mình kêu ông Năm bà Năm luôn. Đi trốn nợ ai cũng cười đó. Mấy chị ăn cơm, mấy anh ăn cơm. Dạ. Tội nghiệp gái tôi vô hỏi xin bánh mì nữa. À, rồi ai cũng cười tươi hết trơn, đi trốn nợ mà ai cũng cười hết trơn trời. ăn tánh làm gì sặc vậy ăn tánh? Cả nhà ăn cơm ngon không? Em muốn qua đây ngồi nè. Chị ngồi cái anh nè. Ngồi đi ăn đi mình. Nè ăn xong rồi có cái điểm kia bên kia, có cái nhà lầu bên kia đó, ai muốn qua bển không mát thì qua bển lên trển là mát mẻ. Ăn đi cưng, ăn đi, ăn thoải mái. Đừng bới cơm cho mình từ từ vô. Con ăn gì thôi? Đang đợi bánh mì chiên ốc la. Trời khế. Đúng là nói với bà Bảo là con ơi con ngủ đi cho mẹ nhờ. Bảo ngủ là như ngày đó bình. Lát chờ cho con tôi phần nghe. Nói hai chơi ngủ. Vậy thôi. Còn ai không? À, em trai mang ra tới trứng chiên. Dạ trời ơi tặng quà vậy. Em ơi, cơm. Ở dưới có giá múc cơ canh không? Rồi đợi xíu. Đó bụng rồi đó. Cô gái miền Tây đó bụng rồi. Cô gái miền Tây đi tắm biển sáng lên rồi tắm biển rồi xong giờ đói bụng rồi. Chào ông bà cô chú đi con. Nè mời ông bà cô chú ăn khế. Con mời cô chú ăn khế. Ủa ăn đi cô ơi. Ôi sao mà mua mà sao tặng không rồi trời. Trứng chiên cũng tặng, canh chua cũng tặng, rồi cá kho quẹt với lại thịt luộc, cái gì rau luộc cũng tặng luôn nữa. Bánh mì cũng tặng hả? Trời ơi, bánh mì cũng tặng hả? Bánh mì cũng tặng luôn. Vậy là lát mẹ tặng thường lại cho cô luôn được không? Cái gì cũng tặng, giờ mình không tặng lại, giờ ông nội tặng ra đây được chịu không? Tặng ở đây được. Đó, gà tới nữa kìa. Đó, cá kho, anh mang gà tới kìa. Kho tặng nữa. Sao vậy tặng hoài vậy? Tặng dữ vậy. Thôi không nhận nữa, đủ rồi. Đó rồi. Cái giống cá mập cá đối. Trời ơi. Trời ơi, theo như lời yêu cầu trứng chiên ốc la với lại bánh mì cô gái miền Tây á. Tặng cô gái miền Tây luôn. Cảm ơn anh đi con. Cảm ơn anh đi con. Không sao đâu, có tiêu này không có cay đâu con. Cảm ơn anh đi con. Rồi. Đó, cô gái miền Tây đó ăn bánh mì là cơm thêm là nha, cơm thêm nè, bỏ đắng. Đúng là ngon.
Mà con ăn cơm trước đi, cơm luôn bán rồi có bánh mì ăn xíu nữa đó rồi gia đình về đó. Trời ơi. Ô vậy hả? Cảm ơn chú đá quá chừng luôn. Biển của cái vùng quê mình ở đây, cả nhà ăn thử, tại vì rất là béo, rất là ngon. Cô dạ. Chị ăn thử là chị cho em biết tiếp nha. Nhưng cái đó thì sai được rồi. Cái đó là đó, ốm đó là cái này là bự quá. Nó mặn vậy đó. Cái đó là mình thấy mình giận rồi đó. Nói câu là muốn quánh rồi đó nha. Quánh rồi đó. Vậy nhưng mà rồi đó. Nhờ câu sau chứ không thôi là ăn đòn rồi đó. Rồi, hai cái mố cơm đầu tiên là em nấu cơm gạo dẻo, là cái gạo trong Sài Gòn mình gửi ra đó, còn cái mố sau cùng là cái gạo tắm. Yeah. Mình ăn thử thì mình trải nghiệm. Có nhiều người thì ăn được cái gạo tắm thì ăn cơm rất là nhiều, còn có nhiều người thì nói là cơm không mấy đâu rồi. Ở đây hả? Dùm đằng kia thấy nó dùm. Ủa sao em không ăn cơm? Dạ ăn liền giờ. Dạ, ăn đi, ăn quay. Ăn đi mọi người, ăn ngon là thấy vui rồi. Cái này có muốn bào da không? Rồi mình ngồi ăn đi cả nhà. Nó mượn tiếng giấy không? Ba đâu mượn lấy miếng giấy không? Mà lấy miếng giấy không coi không có lỡ làm đổ rồi. Con đợi xíu đi, con ăn đi rồi nói phụ cho con. Thằng ăn sắp mở không được. Con chuyện giấy rồi đã mở. Tôi nổi đâu chứ. Ở đây không có nhu cầu. Phải lại để tôi nói cho chị nghe nè, cháu nội tôi nói là cô ba ở đây có gì thật lợi, cô ba ở đây được không? Trời. Không chịu, không chịu. Em ăn thử cái dứa ở đây đi. Cái dứa dạ. Là trên nó, cái dứa là trên sớm. Giống cái trái ở trên mình gọi là trái thơm, ăn nó không queo à, còn em ăn thử coi nước không à. Dạ dạ dạ. Tao muốn mày ăn cái đi rồi review gì. Rồi, cảm ơn cô ba nhiều nha. Nói làm liền phải không? Dứa ở Phan Thiết nha cô chú anh chị. Đúng rồi đó. Cắn cái nước nó chảy ra chút, chảy ra. Ngon, ngon cô chú anh chị. Đây mình ngủ nhiên mình gặp về cái mình vui cả một cái hành trình của mình. Còn không phải mình đi cái chút cái chỗ mà mình buồn rồi cái nguyên năm đó mình buồn làm không có năng lượng. Năng lượng tích tiêu cực. Năng lượng tiêu cực. Đi về lượng diễn cực lên. Ăn hết luôn. Dạ hết luôn. Cái nước lèo canh chua. Cái người ngoài đây người ta nấu sao không biết, nhưng mà em là em nấu về nè chị. Khớp đồ này kia nọ cái mình làm với xả đừng nấu xong cái mình xay cái mình dột mình thấy cái đứa cốt. Không, nãy giờ có ăn cái món cá kho, cá gì? Cá kho, cá hú kho đó. Kho tộn ngon. Kho quẹt không ngon dạ. Hả? Kho quẹt con chưa ăn tới. Nó giống như cái vị miền Nam của mình vậy đó. Ăn cũng hết rồi. Dạ, cá đói béo, cá đói béo. Cá đói mà nó mập lùn nhà mình ăn cũng. Cá đói béo. Dạ. Rau canh chua. Canh chua là không có nghiêm bụng. Dạ dạ. Ai người ta hết á. Tại sao có cái món quái đản? Món cặn món quái đản. Em có cái tô canh cặn á. Nói là ở đây á rất là thương cô chủ quán, mà thành ra cô chủ quán có một cái món canh quái đản thật là kỳ diệu, tên là quái đản. Quái đản tại vì nó là mực nắng đó. Quái đản là gì không? Là gì? Lại quán nãy. Mai mốt cô đặt vô menu nha, món quái đản, món canh quái đản nha. Quán đản. Cái tô canh nó tên rất là lạ. Quái đản. Mà phải nán vô coi cho cái khúc cuối này nha. Tô canh tên là quái đản. Món này là món quái đản. Cho ta biết. Quái đản là quán gì, nói gì thôi, quái đản là món quán đại. Quán đại. Thì đó tôi cũng hết hồn rồi. Dạ dạ. Quán đại. Món này cũng quái đản nữa nè. Món này cũng quái đản. Trời, nhưng mà là anh ăn thử cái miếng khóm đi, nó ngon mà nó ngọt mà nó nước nó không chua. Chứ. Mời quay. Mắt quay. Cái thôi chính nhà có. Quay thử đi nghe. Rồi đi lộn chỗ rồi ăn đi. Bà của em ăn rồi thì chị thấy không hết trơn à. Chứ nấu muối ớt cũng vậy. Dạ này đi cắm lên đường rồi chú Bảy ơi. Đi về chồng đường rồi chú Bảy.
mua lớn thì cũng quái đản hả? Thì đó, ý tụi nó mua lớn thì cũng làm quái đản hả? Quái đản hết rồi, quái đản hết trơn. Cái xài cát ăn rồi gọt nó ngon cực kỳ luôn. Xài cát hả? Nhưng mà em không có gọt nước tại vì gọt mình có gió đây. Thôi ơi, nó không ngon. Nó bị hôi gió nó hơi ê nữa. Còn rau mua lớn còn cá. Hết rau rồi. Rau ngon lắm. Còn cá cá kho ở đây nữa nè. Ở đây còn hai phần cá kho nữa nè. Từ từ hai má con bao xanh hết. Nhưng mình là cứ muốn đã rồi. Nãy bước vô giờ. Cái đó là nhìn hoài luôn. Cái đó ngon. Con này mất cổ thương. Cái đó béo không? Béo mặn nó lòng. Nó thơm nó ngon lắm. Thứ bảy cũng được em chạy chết xỉu luôn. Nhưng mà tấm em cũng vui vậy nè. Ví dụ như đông quá là không kịp đó là biết mình không có chu đáo quá là không có nhận hết. Ừ, dạ. Tại vì nhận mà làm không được, không có dám nhận. Người ta cục trương cá nè. Năm rưỡi mới tới cái năm đó. Cái nhà vườn ăn thoải mái không? Làm vậy chắc là các bếp mới có này đúng không? Để em trai nói nha. Không mẹ mẹ, không có đụng, để yên đó. Thường ăn với hấu kìa. Ông nói đừng có đụng, để đó yên đó. Ai bé. Với hấu ngon không con? Không có nắng luôn á. Ăn không ra gì hết trơn á. Vô bụng hết rồi. Rồi xài. Món xài à, quái đản. Đặc biệt là món xài này ha. Rất là ngọt nha cô chú anh chị. Ngọt món xài là món xài của quán đại. Rồi. Ngon chưa à. Đó. Đây em nóng nè. Rồi, gắp miếng này chị hai. Rồi, mà cô chú anh chị nha, thưởng thức xài xài quái đản là xài quán đản nha cô chú anh chị. Cô nói xài này ngọt lắm. Nên là ngọt như cục kẹo. Đây. Ăn cái gì quê giống quá. Ăn miếng nha. Anh Dũng, Thôi mình không ăn no rồi. Trời ơi, ngọt như cục kẹo luôn á. Thiệt không nhỉ? Ngọt lắm. Ngọt như cục kẹo vậy đó. Người ăn miếng ngọt như cục kẹo. Anh Dũng quá. Không. Ngon, ngon ngọt như cục kẹo luôn á. Anh Sang thử miếng anh Sang. Nghe nghe Phượng nói nhiều quá, ăn miếng thôi. Đó. Cảm ơn nha. Ngoài. Mẹ đó. Quá ngon. Dưa leo dưới luôn hả? Đâu dưa leo đâu? Trời ơi. Ngọt như cục kẹo luôn. Ở đây em không thử, em thử nữa cho. Không ai thử mình thử nữa. Để đó đem lên dẫn ca uống chả đi. Uống bảo. Uống bảo. Để đâu đây cái này nữa. Xài thơm mà ngọt như cục kẹo cho cô chú anh chị ơi. Nó là cái giờ quá chừng ngon. Nó xem nó nhiều quá đản gì đó, đều quá đản gì đó. Rồi, má mình bao xanh. Ừ. Quay ăn đi bi, ăn miếng xài đi. Không quá nào. Chị hai nói giờ phải đi mấy vòng. Đi chị hai. 8 vòng. Nghe nói đi cơm đang bảo ăn luôn. Trời dư sức. Thằng Khánh đâu rồi? Món nào cũng hết. Anh bó cơm chua quân. Món nào cũng hết đó cô chú anh chị ơi. Món nào cũng hết. Có ăn xôi, ăn xôi. Ừ, xôi hả xôi vậy? Xôi ngọt liên hệ với má hai. Má hai ơi, xôi ngọt má hai ơi. Trẻ tiếp má hai ơi. Sau cái video này thì mình sẽ để địa chỉ ở dưới phần mô tả, hoặc là các bạn có thể comment ở dưới giúp Phượng nha. Phượng sẽ gửi cho bạn cái địa chỉ. Rồi garden ha các bạn. Cô chú anh chị em và các bạn ơi, video chia sẻ của gia đình An Tánh Cali đến đây xin tạm dừng. Phượng cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này của gia đình mình luôn. Các bạn xem kênh An Tánh Cali, thấy yêu thích kênh của mình hãy cho mình một cái like nha, một cái đăng ký kênh nè.
và đừng quên ấn cái chuông bên phải để mỗi khi mà kênh Ăn Tánh Kali phát video lên thì cô chú, anh chị em và các bạn mình có thể xem được nhé. Gia đình Ăn Tánh Kali xin kính chúc cô chú, anh chị em và các bạn thật là nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và an lành bên người thân yêu và gia đình. Phượng cảm ơn các bạn một lần nữa đã xem đến hết video này của gia đình mình, tại vì video này rất là dài ha. Mình quay một đích là để làm kỷ niệm luôn đó, thành ra là mình cũng không có cắt bỏ nhiều á, mình để dài luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Giờ thì mình xin bye bye, hẹn gặp lại cô chú, anh chị em và các bạn vào những video chia sẻ kỳ tới nha.